Hi everyone. Welcome to our class. Now choose the best answer for the sentence. Number one, A, B, C. Number two, A, B, C. Number three, A, B, C. Now, today we study Unit 10, Staying Healthy. Lesson 3, B1 and 2, Food and Drink. Now, look at the picture, listen and repeat after me. An apple, an orange, a banana, water, rice, milk, meat, vegetables. One more, an apple, an orange, a banana, water, rice, milk, meat, vegetable. Now imagine an apple, a banana, look at the picture, now practice with a partner. What would you like? I like an apple. What would you like? I like some milk. Now 30 seconds for you. Rock it in pair. Now practice in pair, then relay the situation. 2 minutes for you.
Now look at the picture. Then practice with a partner. What's Poland? What's there to rent? One asks, one answers. Net, guess what Thu and Phương have for lunch? Put and bring meat, rice, noodles, oranges, apples, bananas, water, milk. Now, B2. Listen and repeat, then practice in pairs. What's for lunch? There's some meat and some rice. Are there any noodles? No, there aren't any noodles. Is there any fruit? Yes, there is some root. And there are some oranges and some banana. What's there to drink? There is some water. Is there any meal? No, there isn't any meal. 1 minute for you to practice in prayer. Now check the reddition. Meat. Yes. Rice. Yes. Noodles. No. Oranges. Yes. Apple. No. Bananas. Yes. Water. Yes, meal. No. Ở phần câu mẫu này chúng ta lưu ý giùm cho thầy cách dùng some và any. Some dùng trong câu khẳng định và câu đề nghị. Any dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn. Theo sau some và any giống nhau, đó là đều là danh từ không đếm được hoặc là danh từ số nhiều. Is there, are there, for questions? Trong
Trong phần này chúng ta lưu ý cho thầy hỏi vào dùng gì cho bữa ăn nào, thì ví dụ như dùng gì cho bữa ăn điểm tâm, what for breakfast, dùng gì cho bữa ăn trưa, what for lunch, dùng gì cho bữa ăn tối, what for dinner. Chúng ta hỏi có gì uống không, what's there to drink, có gì ăn không, what's there to eat. Sau bài học này mấy em về nhà học cho thầy từ vựng và mẫu câu, xem lại cái đoạn đối thoại ở phần B2 và chuẩn bị cho thầy bài 10 C1, C2, C3. Thank you for your attention. Goodbye. See you again.